Kính thưa các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp tại các đầu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xin báo cáo một trường hợp sau. Bệnh nhân nam 70 tuổi, địa chỉ Thanh Miện, Hải Dương, vào viện ngày 13 tháng 7 năm 2021. Lý do vào viện là phát hiện khối u gan, tiền sử khỏe mạnh. Trước vào viện 1 tháng, bệnh nhân xuất hiện đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, sút cân sút khoảng 2 kg trong vòng 1 tháng. Không nôn, không sốt, đại tiểu tiện bình thường, bệnh nhân chưa điều trị gì và đã đi khám tại phòng khám tư phát hiện u gan, đã nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Khám bệnh nhân vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, hạch ngoại vi không sờ thấy, khám bụng mềm, hạ sườn phải ấn đau tức nhẹ, gan lách không sờ thấy, tim đều rõ, phổi thông khí bình thường. Xét nghiệm, công thức máu, hồng cầu 4,5, bạch cầu 8,4 gigalit, tiểu cầu 218, sinh hóa máu thì có men gan ALT 91, AST 91, ALT 24 đơn vị, chức năng thận bình thường, điện giải bình thường, bilirubin toàn phần và trực tiếp bình thường, đường máu bình thường, đông máu bình thường, chụp X quang phổi bình thường, chụp CT bụng thì nhu mô gan phải có khối giảm tỷ trọng trước tiêm, sau tiêm ngấm thuốc không đồng nhất, thải dần thuốc thì tĩnh mạch và thì muộn. Ranh giới không rõ, kích thước là 86 x 106 mm, tĩnh mạch cửa không giãn, không có huyết khối, không có dịch ổ bụng. Điện tâm đồ bình thường, alpha T 1210 nanogram trên ml, CA 199 là 38 đơn vị, HBSAG test nhanh âm tính, HCV test nhanh âm tính. Điện tâm đồ có hình ảnh tăng đánh thất trái, các loại hình ảnh bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bệnh nhân đã được nhập viện, chẩn đoán là ca gan, bệnh kèm theo trên bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bệnh nhân đã được xử trí truyền dịch, hỗ trợ chức năng gan và đã tiến hành mời hội chẩn chuyên khoa tim mạch. Ý kiến đề nghị bổ sung xét nghiệm định lượng proBNP và kết quả có 2 lần như trên bảng đã tăng dần lên. Lần thứ 2 ngày 20 tháng 7 là 423 và bệnh nhân đã được hội chẩn chuyên khoa tim mạch lần thứ 2, chẩn đoán là ca gan trên bệnh tim thiếu máu cục bộ. Có bổ sung thuốc là Lipitor 10mg một viên một ngày, Micardis 40mg một viên một ngày và bổ sung cận lâm sàng là chụp MSCT động mạch vành và định lượng proBNP lần 3. Kết quả proBNP lần 3 ngày 23 tháng 7 là 187 và chụp động mạch vành có hình ảnh vôi hóa gây hẹp khoảng 50% LD1 và 30 là xích. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xin ý kiến các thầy các anh chị là thứ nhất là chỉ định về phương pháp điều trị TIC ở bệnh nhân này có phù hợp hay không, và nếu có áp dụng phương pháp này thì tiên lượng của bệnh nhân như thế nào. Thực tế thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương hiện tại thì cũng đang sắp tới là đang tiến hành là chuẩn bị những cái ca bệnh đầu tiên để điều trị phương pháp này, nhưng hiện tại là bệnh viện cũng chưa điều trị được. Thế nên bây giờ xin ý kiến các thầy trong tình hình dịch bệnh cụ thể như thế này, nếu thực sự phương pháp này mà điều trị có hiệu quả cho bệnh nhân này thì tôi sẽ tiến hành là chuyển bệnh nhân đi. Xin hết ạ. Cảm ơn các thầy. Cảm ơn em. Xin mất là mời thầy Trung sẽ nói hình ảnh. Kính thưa thầy Bình và các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp. Thứ nhất thì cái phim chụp cắt lớp, đây là cái phim chụp cắt lớp của bệnh nhân ạ. Thì thực ra là trên này chúng ta thấy là không phải có một khối, đây là cái khối to nhất các thầy các anh chị thấy thôi, ở hạ phân thủy 6. Ngoài ra thì gan trái nó có một nốt nữa. Đấy, đây cái chỗ đen đen này trước tiêm này. Đấy, sau tiêm cái thì động mạch thì nó ngấm thuốc ít thôi. Và bên phải này cái hạ phân thủy 8 này nó còn một nốt nữa. Thế thì cái này là cái u gan kết hợp với cái alpha FP là hơn 1000. Thế thì có thể chẩn đoán được là cái đây là cái ung thư gan nguyên phát mà nhiều khối. Thế thì cái việc mà chỉ định điều trị nút mạch hóa chất hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Thứ nhất là lâm sàng, tình trạng toàn trạng của bệnh nhân, rồi là tình trạng cái chức năng gan. Chúng ta cần phải đánh giá là ví dụ như là trai mấy. Thế thì chức năng gan thế nào, có thể tiến hành điều trị thì phải phối hợp đa chuyên khoa, như ở bệnh viện chúng ta thì phối hợp cả tiêu hóa cả ngoại.
gan mật, cả ung biếu và chẩn đoán hình ảnh cùng kết hợp để đưa ra cái chiến lược điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ạ. Về mặt chẩn đoán thì cái này chúng ta thấy là đã chẩn đoán xác định được rồi, là một cái u gan nguyên phát mà thể nhiều khối ạ. Xin mời bên ung biếu và ngoại. Vâng, cảm ơn thầy. Thứ hai xin mời thầy Sơn tiêu hóa cho cái chẩn đoán đã. Vì chúng ta muốn làm gì phải có cái chẩn đoán. Vâng, cảm ơn. Kính chào thầy Bình và các thầy, các bạn đồng nghiệp. Trên bệnh nhân này thì một bệnh nhân phải nói là cao tuổi 70 rồi, nó có chẩn đoán cái u gan. Thì về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán trên bệnh nhân này thì thực ra thì các bạn mô tả ở trong cái bệnh án ở đây là nó chưa phù hợp với cái hình ảnh hôm nay là bác sĩ Trung vừa mới đọc và tôi vừa mới xem. Tôi một hình ảnh phải nói tương đối điển hình của cái ung thư gan. Ung thư gan có một khối to ở gan phải, nó rất là to 10 cm, và một khối bé ở gan trái. Cộng thêm tiêu chuẩn thứ hai là tiêu chuẩn alpha FP trên 400 nanogram trên ml thì đã đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán một trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan phát. Và theo guideline hướng dẫn của các hiệp hội và ở Việt Nam mình cũng chấp nhận công nhận là ung thư biểu mô tế bào gan là một trong những cái ung thư duy nhất mà chưa cần đến giải phẫu bệnh có thể được phép chúng ta chẩn đoán và điều trị bằng phương pháp như một cái ung thư. Với bệnh nhân này thì các bạn có hỏi bây giờ làm sao để đưa ra một cái phương pháp điều trị cho hợp lý. Về mặt guideline và hướng dẫn điều trị thì bệnh nhân này không còn chỉ định nũ mạch, bởi vì chúng ta biết rằng đối với một trường hợp mà u gan thì sẽ có các phương pháp điều trị như là phẫu thuật này, như là đốt sóng này, có thể làm hủy hoại tế bào gan bằng đốt sóng này, phẫu thuật đốt sóng rồi nút mạch, và cuối cùng là ở cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn điều trị bằng hỗ trợ. Tuy nhiên là với bệnh nhân này thì các bạn nên có thêm một số các cái thông tin khác. Nhiều khả năng trường hợp này là xơ gan bắt đầu ở giai đoạn đầu. Tôi nhìn thấy hình ảnh cũng chưa đến mức độ xơ nhiều lắm. Các chỉ số PS này. Hai là bệnh nhân đánh giá cái trước khi làm chúng ta phải đánh giá cái giai đoạn Barcelona xem là bệnh nhân ở giai đoạn nào. Cái này được xếp vào cái giai đoạn số 4 rồi. Và bệnh nhân này nên có cái soi cái thực quản dạ dày chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân có giãn vỡ giãn tinh mạch thực quản hay là tình vị gì đó hay không, để khi nếu trường hợp chúng ta can thiệp và đồng thời có cái tin lượng cho nó sát. Thì trong trường hợp này mặc dù là có chống chỉ định nhưng cũng không phải là chống chỉ định tuyệt đối, vì vậy mà chúng ta nên áp dụng nên là theo một cái team điều trị vừa chẩn đoán vừa điều trị. Thì ở bệnh viện Bạch Mai thì có 4 chuyên khoa tiêu hóa này, u bướu này, chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật, cho nên 5 chuyên khoa cả giải phẫu bệnh nữa để cùng ngồi lại và đưa ra cái phương án điều trị. Thì trên cái bệnh nhân này thì trước khi điều trị cụ thể thì chúng ta phải nên đánh giá lại một số cái vấn đề mà tôi vừa mới nói. Ngoài ra bệnh nhân này còn một cái vấn đề bệnh nền nữa, đó là tại sao cái nhịp bệnh nhân rất là nhanh như vậy, mà hoàn toàn trong đây chúng ta cũng phải loại trừ các bệnh lý tim mạch kèm theo, bởi vì với những tổn thương của u gan trên 10 cm mà nếu như mà chúng ta đem nút mạch thì sẽ xảy ra một cái trường hợp rất là nguy hiểm, đấy là trường hợp bệnh nhân có thể vừa suy gan sau nút mạch. Vì vậy nếu trường hợp này mà các bạn chưa phải là tay nghề thuần thục thì tôi khuyên là chúng ta không nên điều trị cho bệnh nhân ở tuyến cơ sở, bởi vì trong trường hợp mà với những khối u to như này mà chúng tôi mà có chỉ định nút mạch thì dưới chẩn đoán hình ảnh bao giờ cũng nút chọn lọc và nút ở mức độ hạn chế, chứ không phải là nút một cái là nó tắc hết toàn bộ mạch về. Như vậy là chúng tôi gặp là những trường hợp sau nút là bệnh nhân vừa hoại tử và gây áp xe hoại tử, sau đó cái phản ứng viêm sốt rất là khủng khiếp kèm theo bệnh nhân suy gan và sau đó bệnh nhân tử vong vì cái câu chuyện là suy gan. Vì vậy trong trường hợp này là trường hợp nó nằm ở ranh giới giữa cái chuyện là mở rộng thêm cho những trường hợp nút mạch. Chính vì vậy mà chúng ta phải hết sức lưu ý trong trường hợp này. Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn thầy Sơn.
Xin mời thầy Khôi phẫu thuật tiêu hóa có ý kiến gì không? Dạ, em xin chỉ góp ý về cái vấn đề phẫu thuật ạ. Với bệnh nhân này là một cái trường hợp mà ung thư gan nguyên phát đa ổ, đã có cả ở hai bên, đó là cả bên phải và bên trái đó. Thì bệnh nhân này không còn chỉ định phẫu thuật nữa. Còn bệnh nhân ở cái mức độ này, ở giai đoạn này có thể là giai đoạn BCLCB, thì bệnh nhân có thể xem xét về mặt vấn đề nút mạch động mạch gan hóa chất. Tuy nhiên là cần, bởi vì nó có ở cả hai gan nên cũng như bác sĩ Sơn đã nói thì cần cái tay nghề của người nút mạch rất là cao, thì cũng phải xem xét là để cho bệnh nhân không nên nút tại tuyến cơ sở. Cảm ơn. Vâng, mời thầy Hùng, chuyên gia ung biếu, kết luận. Thầy Hải có ý kiến tim mạch sau. Vâng, kính thưa thầy Bình và tất cả anh chị đồng nghiệp, thì trên cái cơ sở một cái bệnh nhân này, một cái u gan đa ổ, về vấn đề phương tiện là chuẩn đoán hình ảnh thì nó cũng rất là rõ của một cái tổn thương ở gan ác tính. Tuy nhiên thì với tiêu chuẩn của Bộ Y tế, theo tiêu chuẩn Bộ Y tế thì nó phải có ba tiêu chí. Cái thứ nhất là phải có HBeAg dương tính, tức là phải có viêm gan, bằng chứng viêm gan. Thứ hai là hình ảnh điển hình trên phương diện chẩn đoán hình ảnh siêu âm hoặc là cắt lớp vi tính hoặc cộng từ. Thứ ba là alpha HP trên 400, đấy là theo mình, nhưng mà ở nước ngoài thì trên 200. Thế thì ở trên phương diện này thì chúng ta cũng tránh những trường hợp mà có thể những cái tổn thương ở gan mà nó gây ra một cái tăng alpha HP nhưng mà chưa rõ nguồn gốc, thì chúng ta cũng lên nội soi dạ dày và đại trực tràng một chút để chúng ta đánh giá lại xem rằng nó có cái tổn thương dạ dày đại trực tràng không. Việc thứ hai ở đây thì nó là BLC theo Barcelona thì nó là C phân loại giai đoạn C, vì nó là tổn thương đa ổ và kích thước là trên 3 cm, mặc dù nó chưa có cái vấn đề là huyết khối tĩnh mạch cửa. Tuy nhiên thì tôi chúc nữa thạc sĩ Trung sẽ xem có không. Tuy nhiên thì cái này nó là phải xếp vào C rồi, vì nó cũng là ranh giới đấy, nhưng mà nó đa ổ như này cả gan trái nữa, thì chính vì vậy mà vấn đề chúng ta đặt ra có đúng là ung thư gan nguyên phát không, thì chúng ta phải loại trừ hai cái nội soi của dạ dày và đại trực tràng trước. Hay nếu như là đúng ung thư gan nguyên phát ấy, thì cái việc mà đi giờ đặt ra tây ấy, tây thì đúng là cũng rất là khó khăn, bởi vì sao, trên một cơ địa bệnh nhân cao tuổi mà có cái tiền sử về bệnh lý tim mạch mà khối u gan rất là lớn, ta làm cái nút mạch này thì có thể là gây ra một cái tình trạng suy gan ở trên bệnh nhân cao tuổi. Vì vậy mà rất cân nhắc, có thể chúng ta lựa chọn nội khoa, có thể dùng thuốc, dùng hóa chất uống như là sorafenib thì có thể nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân. Thế thì đây là một trong những vấn đề cân nhắc. Thế thì về vấn đề về chaiput thì tôi thấy rằng là trong đây các xét nghiệm thì nó cũng chỉ là chaiput A thôi, vì là cái albumin rồi protein các thứ thì cũng tương đối là tốt. Thế thì về ý kiến về chuyên gia ung biếu thì như vậy, xin ý kiến của anh chị khác. Vâng, cảm ơn em. Ý kiến cuối cùng của thầy Hải, chuyên gia tim mạch. Vâng, cảm ơn thầy Bình. Thưa các anh chị đồng nghiệp và các anh chị ở u biếu Hải Dương, thế thì cái bệnh án này thực ra là các anh chị nói rằng là bệnh gan là bệnh chính và tim mạch là bệnh nền của bệnh nhân, nhưng mà các cái thông tin về bệnh lý tim mạch của bệnh nhân hoàn toàn là rất là thiếu. Thiếu từ lâm sàng cho đến các thăm dò cận lâm sàng, có những cái thì thừa, có những cái thì thiếu. Thiếu ở đây là gì? Thông tin lâm sàng. Theo như chúng tôi hiểu là bệnh nhân không hề có đau ngực, không hề có khó thở, có nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn ổn về mặt lâm sàng. Thứ hai nữa là hình ảnh điện tâm đồ không có. Hình ảnh điện tâm đồ không có nên là không thể nói là hình ảnh điện tâm đồ có bệnh tim thiếu máu cục bộ được. Và câu trả lời cho ta thấy là khả năng là chẳng phải. Và rõ ràng là như vậy. Thế thì cái kết quả ta nhảy cóc một cái, chắc là vì chuyên khoa tim mạch, các đồng nghiệp của tim mạch của chúng tôi đề nghị làm chụp MSCT động mạch vành, thì nói luôn là bệnh nhân này không có chỉ định chụp MSCT động mạch vành. Tuy nhiên nếu có mà bệnh nhân đã chụp thì kết quả chụp MSCT động mạch vành cũng cho thấy là cái hẹp 50% là bình thường với một người 70 tuổi. Và vì vậy đó không phải là cái trở ngại để cho dù là các anh chị tiếp theo, nếu các anh chị có làm hóa trị liệu hay là làm sinh thiết hay là gì đó thì cũng không có ảnh hưởng bởi cái 50% động mạch vành bị hẹp trên MSCT. Thế quay trở lại là xin góp ý một chút với các đồng nghiệp về tim mạch. Tức là nếu như bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng về bệnh tim thiếu máu cục bộ,
điện tâm đồ không có gợi ý hoặc có hình ảnh mà chúng ta nghĩ đến nhưng mà không có lâm sàng hỗ trợ thì chúng ta phải hỏi thêm về tiền sử và chúng ta cho bệnh nhân làm thêm tối thiểu ở đây là cái siêu âm tim. Siêu âm tim không thấy có thông tin nhưng chúng ta lại làm rất là thừa thãi. ProBNP như chúng ta biết là mỗi một lần làm xét nghiệm ProBNP cho dù bảo hiểm chi trả cũng hơn 400.000, trong khi một cái siêu âm tim Bộ Y tế quy định ở tuyến tỉnh cho đến trung ương là có 222.000 thôi. Thế mà chúng ta làm đến 3 lần ProBNP kết quả khác nhau, thực ra tôi nghĩ là hoàn toàn bình thường hết. Đấy, và vì vậy cái kết quả ProBNP ở đây không có giá trị để chúng ta giúp đỡ cho cái chẩn đoán hay là chúng ta điều trị gì cả. Đấy, vậy thì kết luận ở đây là bệnh nhân này tim mạch hoàn toàn bình thường. Chúng ta không có vấn đề gì cần phải trở ngại khi mà chúng ta điều trị bệnh chính của bệnh nhân ở giai đoạn này là ca gan cả. Vâng, xin cảm ơn. Và cảm ơn các thầy, cảm ơn hội đồng. Chúng ta đã thấy là tim mạch chúng ta không có nỗi, đúng không? Cơ bản nhất là vấn đề về gan thôi. Thì theo ý kiến của chuyên gia ung thư thì một chúng ta phải làm thêm cái nội soi dạ dày, tá tràng, đúng không ạ? Đấy, chứ còn thứ hai cái chỉ định và phẫu thuật là không rồi. Chỉ định nút mạch thì cũng phải hết sức thận trọng. Đó là những cái mà khuyến cáo cho các bạn. Và xin cảm ơn. Xin mời các bạn tiếp theo ạ. Bệnh viện Hải Phòng ạ.